Tôi cũng rất muốn được một lần nữa nhìn thấy ông thể hiện đập cả đập cả đập cả đập cả đập cả tuồng Tây Du Ký ở Trung Quốc gọi là là tuồng hậu. Nó là chỉ thủ chỉ nhỏ đeo dòng vũ trụ sinh thái trong lòng thì không xa người ấy làm. Bởi vì hình tượng của Trung Quốc không khi mà đóng vai đóng vai Tây đóng vai Trung Quốc không ấy thì cái dáng đứng của Trung Quốc đó là Trung Quốc không có thể như người đời thường đứng như thế này. 要有猴子，尤其是啊，火眼金睛啊，孙悟空背着金箍棒啊，撩拨的动作。啊，特别的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 ，xin chúc tất cả các quý vị sẽ có một buổi Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Xin chúc.